không rõ vì sao đối với các thiên sư nơi cổng tiền yêu quái gặp một con nhất định phải giết chết một con chỉ biết từ nguyện không có chút mềm lòng ra tay dứt khoát lạnh lùng bồ vàng kề lên trên môi niệm chú vẽ lên trên lòng bàn tay một ấn chú diệt mà ánh kim quang sáng rực lên gương đồng vỡ vụn ma gương cũng lập tức vỡ tung thành trăm ngàn mảnh vỡ tung té khắp nơi linh thể vỡ nát hóa thành cho bụi bay đầy trời rơi lả tả xuống nằm yên trên mặt đất dưới ánh sáng vàng rực rỡ dường như đang tỏa ra thứ ánh sáng lấp lánh như lần tình cô ấy cũng cũng thoát khỏi một kiếp nạn nữa rồi tên của lùn mồ hôi mồ cây đầu ở trên chán thốt lên sứ giả mà ma vương gửi đến đã vượt qua được hai tên đứng cuối bảng cuối cùng cũng còn 8 vị trí phía bên trên nữa. Nhưng diệt được một tên thì bớt đi một kiếp nạn, bởi vậy truy sát của ma vương cũng sẽ không bao giờ kết thúc. Tuy rằng thập ác, 10 tên đã chết hai, nhưng vẫn còn 8 tên có sức mạnh càng lúc càng tăng đang chờ tôi phía trước. Cứ ba ngày một lần lại tới đòi mạng, lúc nào cũng sống trong nơm nớp, hồi hộp đo âu, tựa như có thành đào sắc đang treo trên đỉnh đầu thực sự rất mệt mỏi. Nhiệm vụ hoàn thành, tạm biệt. Từ Nguyệt thu dọn ba lô trên sofa, cất thành kiếm gỗ đào, rồi vẫy tay chào tạm biệt chúng tôi, chuẩn bị rời đi. Ờ, ra đi sớm vậy, ở lại chơi vài ngày đi. Tên quyền lùn gọi với theo, huyết huyết củi trò ra hiệu cho tôi, giữ thiền sư bác kỳ ở lại. Tôi còn chưa kịp lên tiếng, từ Nguyệt đã quay đầu lại, Đếp nhìn con cáo nhỏ, chào mày hỏi. Anh nuôi một con hồ yêu trong nhà. Ờ, ờ, ờ. tuy, tuy là hồ yêu, nhưng mà nó... Trông dễ thường đấy. Nhưng yêu quái mãi mãi là yêu quái. Cẩn thận có ngày, con hồ yêu ấy trở mặt, ăn thịt cả anh đó. Nói rồi, tử nguyệt giải bước chân ra khỏi tiệm xăm, biến mất trong bóng tối, này, này, tiên sư bắt kỳ, cô không để lại thông tin liên lạc sao? Nếu, nếu sư giả ma vương lại đến chúng tôi, biết tìm cô ở đâu? Tên quỷ lùn vội vàng chạy ra ngoài, nhưng anh ta không có thể đuổi theo kịp. Đuổi theo làm gì? Có thiên chủ đứng ra bảo kê cho rồi, còn sợ cái cấp gì? Tiểu yêu tình ngồi xuống, uống một hớp trà, giết chết ma gương rồi, nó cũng thở vào nhẹ nhõm vì bớt đi được một tên âm sứ giả thiên chủ không phải người tốt đệ tử ông ta cũng không tốt người nào cũng muốn ăn thịt ta có ngọn ăn đi ăn đi tiểu hồ ly hung hăng giờ móng vuốt ra con nhóc này cũng thật đáng yêu quá thể tôi vỗ vỗ hút đầu của tiểu hồ ly chà gan quá nhở cả thiên sư bát kỳ cũng đòi ăn thịt sao có muốn thử một chút không tôi tôi nói đùa thôi mà nghiêm túc gì chứ Chị Thạch Anh, đi ngủ đi, đi, đi. Tiểu Hồ Ly lập tức kéo theo Tiểu Ưu Tinh chạy biến lên trên lầu. Chẳng qua Tử Nguyệt chưa nhìn thấy bộ dạng uy vĩ của con yêu hồ nhỏ bé khi biến thành cửu vĩ thiên hồ đó thôi. Cứ như anh dầm nhìn thấy qua rồi một lần, chắc chắn không còn ý định chọc giận nó. Chứ đừng có nói là ra tay giết nó. Tôi cũng về đây. Mỹ Kỳ chào tất cả rồi ra về. Mặt mũi lúc này đây vẫn còn tái nhợt nên tôi cho cá chọc đi theo. Bảo gã phải đưa cô ấy về tới tận cửa nhà họ Nguyễn thì tôi mới có thể yên tâm. Chờ đã. Lúc ở trong thế giới trong gương, cô muốn nói gì với tôi vậy? Tôi đột nhiên nhớ ra Mỹ Kỳ khi đó còn chưa nói đã bị tử nguyệt đột nhiên xuất hiện cắt ngang. Nhưng Mỹ Kỳ vờ như không nghe thấy bước nhanh ra khỏi tiệm xăm. Tôi vườn vài ngắp dài một cái, rượt đuổi cả đêm với ma gương, khiến cả thể chất và tinh thần đều kịch quệ. Ai về phòng lấy, nghỉ ngơi, lấy lại sức Sau khi xử lý vết thương qua loa Tôi cũng tính lên trên lầu đi ngủ Thì đột nhiên Nghe bên ngoài có tiếng gõ Mở cửa ra thì ra đó là một người đàn ông Ông ta lập tức bước vào bên trong Cậu hộ, lâu quá không gặp Anh quý Sao lại tới đây giờ này Hình xăm có vấn đề sao Ờ, à, không 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 Hình xăm vẫn chạy tốt Mang khách tới cho cậu chứ còn gì nữa. Một người đàn ông vạm vỡ bước vào, ôm một cô gái xinh đẹp trong tay. Cô gái mặc một chiếc váy màu hồng, hở ngực, để lộ ra đôi chân thon dài, dáng người đầy đặn hấp dẫn và khuôn mặt khả ái vô cùng quen thuộc. Ờ, Linh! Anh Quý vội vàng lên tiếng giới thiệu. Đây là thái tử ca, anh lớn trong giới đó. Hóa ra Chị Linh từ cái đêm bị tôi từ chối đã quay lại đường cũ. Trở về trong vòng tay anh quý là gà cưng chuyên dùng để tiếp đãi các anh lớn trong hắc đạo. Dẫn dụ bọn họ mở rộng vòi bạch tuộc của anh ta ra rộng hơn, xa hơn nữa. Chị Linh trước kia từng là bông hoa diễm lệ nhất nơi đêm tối luôn sáng đèn. Giờ vẫn vậy. Thậm chí bông hoa ấy trước mắt tôi giờ phút này đây còn có phần nhốm màu xương giá hơn cả ngày trước. Thái tử ca lúc này mới nhìn tôi, cười cười nói nói. <laughs> Nghe em Linh nói rất nhiều về tay nghề xăm của cậu. Hôm nay anh đây đến đây muốn thử xem hình xăm của cậu có thực như lời đồn hay không. Chị Linh nghiêng đầu, nhìn tôi chớp mắt, Nhướn cao đầu lông mày, cười nói. Chị cũng muốn xăm một bông hồng trên ngực. Cậu lấy bao nhiêu? Tôi nhìn chị Linh mỉm cười, lại nhìn thái tử ca, anh muốn xăm hình gì? Đã có chuẩn bị hay chưa? Thành Long, cậu biết chưa? Tôi muốn xăm dòng xanh năm móng, cậu xăm được không? Dòng xanh năm móng là một loài ác nồng, xăm không có. Chỉ sợ anh không gánh nổi, mất mạng oan, lại trách tôi không báo trước. Thái tử ca cười lớn, châm điếu thuốc, giết một hơi, rồi mới vỗ vai tôi, trầm giọng hỏi. Cậu nhìn tôi giống như loại cặn bã dễ để một hình xăm phật chết thế sao tôi không nói gì thái tử ca lại nói để bước lên được vị trí này có hiểm nguy nào mà ta chưa từng kinh qua có khó khăn nào mà chưa nếm trải tranh chấp bằng phái chém giết tranh giành mở rộng địa bàn xử lý nội bộ giang hồ bị đàn em phản bội thậm chí anh em cho người truy sát tương tàn ngày nào cũng giành giật mạng sống từ tay diêm vương để trở về đó chỉ cần hôm nay không chết thì chẳng có gì đáng sợ hết tôi không nghi ngờ khả năng của anh chẳng qua dòng xanh năm móng quá hùng ác nếu mạng anh không đủ cứng ác lòng sẽ lấy mạng của anh đấy không đùa được đâu nên anh phân biệt cho rõ đây là xăm sinh tử không phải hình xăm thông thường cứ về suy nghĩ cho kỹ đi. Tôi khuyên. Không ngờ thái tử ca này quá cứng đầu. Tôi có từ chối hết lần này đến lần khác. Khuyên bảo anh ta rằng bao nhiêu lý do đi chăng nữa. Anh ta vẫn không từ bỏ. Nhất quyết muốn xăm dòng cho bằng được. Lại còn là dòng xanh năm móng. Không xăm, không có đi. Còn Hà Phóng nói với tôi. Tôi sẽ trả cho cậu gấp ba tiền. Thành thật mà nói, tôi cũng đã có chút động lòng, nhưng không muốn làm chuyện trái với lương tâm. Dù sao thì dòng xanh năm móng, vốn đã ác lòng, bản mệnh con người không có mấy ai gánh nổi. Tôi nghĩ đi nghĩ lại, vẫn nhất quyết đắp đầu. Vấn đề không phải tiền. Thanh Long này, thật sự không thể tùy tiện xăm. Chị Linh nhướng mày về phía tôi như muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Đến khi thái tử ca ra giá tới gấp 10, lúc này chị mới nói Cậu đang cần tiền kia mà Xăm chỉ một hình Bằng 10 hình còn gì Cơ hội này không có lần thứ hai đâu Suy nghĩ đi Bản mệnh thái tử ca cứng như vậy Năn lộn bao nhiêu lâu Vị trí như thế này cũng nên ngồi rồi Đã nói không sợ thì cậu cứ xăm Thái tử ca không sợ cậu sợ cái gì Lời của chị Linh nói Cũng không phải không có lý Nghĩ tới con đường bận rộn phía trước Một mặt phải đối phó với thập ác Mặt khác phải tìm kiếm con trai của quỷ lân. Việc quan trọng nhất là phải kiếm đủ tiền để giải cứu ông nội, thì tới nay vẫn chưa đủ, chưa có đâu vào đâu. Mọi chuyện cứ dồn dập kéo đến, tôi không phút giây nào được yên. Cơ hội lần này đưa tới, thái tử ca sống hay chết, Âu oh, cũng là số trời đã định. Nghĩa đến đây tôi ra giá. 300 triệu, anh có xăm không? Thái tử ca ngần ngừ một chút, nghe chị Linh nói gì Điền gật đầu đồng ý, cười nói. <cười> Được, 300 thì 300, với điều kiện phải xong ngay bây giờ. Tính anh không thích chờ lâu. Tôi bảo anh ta nằm lên trên giường xăm, đợi tôi chuẩn bị kim xăm và một ít dụng cụ. Thân hình cường trắng của Thái tử ca hiện ra trước mắt của tôi vô cùng mạnh mẽ. Thái tử ca, anh chắc chắn chưa? Nếu tôi xăm rồng xăm năm móng Lên trên người của anh Mọi sự sau này có là tai họa Hay thậm chí mất mạng Anh cũng sẵn sàng gánh vác chứ Tôi nhắc lại một lần nữa Để xem anh ta có đổi ý hay không Nhưng anh ta vẫn ngạo mạn nói với tôi Bắt đầu xăm đề Đừng có nói nhảm Thái tử ca không sợ trời không sợ đất Một hình trăm thanh long Làm sao vượt chết được anh Tôi gật đầu nói Được thái tử ca lại hỏi xăm sinh tử khắc xăm bình thường chỗ nào nhiều kim xăm hơn hay sao anh nằm yên đi xăm hình rồng tốt nhất phải có thêm nước vì rồng gặp nước tương sinh đặc biệt uy phong khí vách và dũng mãnh ngược lại nếu như rồng không có nước sẽ rời vào thế rồng xa nước cạn hào tổn sinh khí tả thành long hữu bạch hổ Thanh long xăm cánh trái, bạch hổ xăm cánh phải. Xăm rồng bên cánh trái mới phát huy được toàn bộ sức mạnh của thanh long. Đó là quy luật bất biến. Nhưng thái tử ca không thích nước, anh ta không cần gặp nước, không muốn hóa giải ác lòng gặp nước, hóa thành điềm lành, càng không thích rồng xanh cuộn quanh cánh trái như trước, như bao người vẫn vậy. Anh ta nhất quyết phải đi ngược với tất cả mọi người. Tôi cũng hết cách, đành phải thuận theo anh ta nếu như đã muốn chết như vậy thì tôi để cho anh ta chết về sau đừng có tìm đến chỗ tôi để ăn vạ là được thôi nhìn đi nhìn lại kim xăm mực xăm nhưng anh ta vẫn cứ nằm đó không sợ tôi khuyên thêm dòng danh năm móng vốn là ác long rất hùng nếu không thích nước vậy thì nên xăm trước ngực tượng trưng cho phương bắc bắc thuộc hành thủy rất thích hợp với dòng không được. Bọn đàn em, thằng nào cũng thế. Không xăm rồng xanh quấn tay trái, cũng không xăm trước ngực. Anh đây, muốn xăm trên lưng, xăm đi. Thái tử ca cứ nhất quyết, muốn xăm dòng trên lưng. Tôi gợi ý. Nếu anh không thích nước, chỉ thích xăm sau lưng. Vậy thì xăm dòng cuộn mây đi. Dòng cuộn mây ôm linh châu đỏ. Còn được gọi là như ý hừng lòng không chỉ giúp anh gia tăng quyền lực địa vị, diệt trừ tiểu nhân, tránh được thị phi. Nhờ Linh Châu như ý còn thu hút được tài vận may mắn, thịnh vượng, vạn sự tốt đẹp. Anh thấy thế nào? Lần này, Thái tử ca gật đầu đồng ý. Kim sầm, nâng lên, hạ xuống, vẽ trên đường nét thân hình uốn lượn của con rồng, cuộn theo dáng mây mềm mại, hình xoắn ốc, lúc ẩn lúc hiện. Dọc theo thân rồng vải xanh lấp lánh, xếp xèn kẽ từng lớp, từng lớp dày như vảy cá. Trên đầu, cặp sừng to như sừng hưu hướng vào trong phục quy chiều vái đôi dầu rồng dài uy mãnh và hai vây xòe rộng miệng há to thổi ra nguyên khí của đất trời có câu tiểu nhân hưng ba trở trệ đa thành lòng nhất chiều khử kỳ ác tức là nếu bị kẻ tiểu nhân tác oai tác quái gây khó khăn ác tách ngưng trệ chỉ cần một con rồng xanh có thể trừ khử tất cả mọi điều tai ách tai ương cũng vì thế nên từ ngàn xưa, ai ai cũng mặc định rồng là biểu trưng cho sức mạnh và quyền lực. Có hình xăm rồng rồi bản thân cũng có thể hồ mưa gọi gió, tựa như loài rồng. Nhưng ít ai biết, ác lòng sẽ đồng thời mang đến cả cơ may, đẫn sự hủy diệt. Cơ may hay hủy diệt song hành, bên nào nặng hơn, bên nào nhẹ hơn. Tất cả đều phụ thuộc vào sự hiểu biết và kỹ năng của thợ xăm, khác biệt trong màu sắc kích thước, các chi tiết phụ trong hình râm cũng như số ngón chân mà con rồng đang có quan trọng nhất là bản mệnh của người xăm phải vững và bát tự cũng như tứ trụ phải phù hợp với hình xăm rồng hay không điều này buộc phải hết sức cẩn thận cố gắng hết sức để hóa giải điểm xui rồi mà ác đồng nằm móng có thể mang lại cho thái tử ca bằng những chi tiết phụ kèm theo tuy vậy cũng không thể giúp anh ta hóa giải hoàn toàn bởi các chi tiết lớn nhỏ của hình xăm dù là phụ hay chính vẫn phải phụ thuộc vào mong muốn của người xăm mà thái tử ca thì cái gì cũng muốn. Lời khuyên của tôi anh ta không để vào tay. Chỉ nhất nhất làm theo ý của mình. Thôi thì giống chết. Cứ để anh ta tự mình gánh vác. Vì hình xăm như ý hừng long tương đối lớn cho nên tôi mất hơn 5 giờ mới có thể hoàn thành. Thái tử ca đúng là rất can đảm. Suốt 5 tiếng đồng hồ bị vô số mũi kim xăm đâm vào da thịt. Đây còn là loại kim âm. Đầu chỉ đau không thôi mỗi một mũi kìm đầm xuống đều lạnh buốt đến tận xương tùy. Hình xăm thanh long lại rất lớn, loại đau đớn này người bình thường hiếm quài chịu đựng được. Vậy mà anh ta vẫn nằm yên không nhúc nhích, thậm chí không kêu đau một tiếng. Thật sự quá đáng nể. Sau khi hình xăm hoàn thành, thái tử ca đứng dậy xoa lưng nhìn trong gương, đôi lông mày trâu lại, dường như có điểm gì đó vẫn chưa hài lòng. Ngậm nghĩ một chút, thái tử ca quay sang nhìn tôi. Tại sao thanh long trông vô hồn như vậy? Tôi cười nói. <cười> à, cái này còn chưa xong. Tôi còn chưa đi màu. Thanh Long hoàn thiện bước đầu. Đi màu rồi mới có đầy đủ tinh khí thần. Khi ấy mới là dòng thực sự. Vừa nói tôi vừa bắt đầu thu dọn đồ nghề. Thái tử ca thấy vậy thì ngạc nhiên hỏi tôi. Tại sao cậu không lên màu luôn đi? Tôi vẫn chịu được, cái này cần có một nguyên liệu đặc biệt pha trộn vào mực xăm. Nhưng giờ tôi không có ở đây. Ngày mai anh qua lại đi. Thái tử ca thấy trời đã gần sáng, Bất đắc dĩ hẹn tôi chiều mai sẽ quay trở lại để hoàn thiện bước đi màu. Anh ta đi rồi. Tôi cũng tranh thủ gọi cho lão thợ phát. Ác lòng vốn hùng ác. Đương nhiên cần phải có một linh hồn giữ tợn để hòa trộn cùng mực xăm nhằm gia tăng áp lực. Phải là linh hồn của cả sát nhân hàn loạt hay thứ gì đó đại loại như vậy. Linh hồn càng hung ác, đôi bàn tay càng vấy nhiều máu tanh, dùng làm mực xăm càng khiến cho dòng xanh năm móng trở nên sống động. Vận may của người xăm có thể theo đó mà thay đổi đi lên hoặc đi xuống. Thái tử ca vốn là đại ca hắc đạo, hay nói cho dễ hiểu hơn là đại ca của xã hội đen, cầm đầu băng đảng. Cái ác của ác lòng đối với người khác có hại nhưng có lợi ven tà một đại ca ngày ngày phải đối mặt với cảnh chém giết, thanh toán lẫn nhau, máu đổ đầu rơi thì ác long chính là trợ lực giúp anh ta có được ác lực phi thường. Đôi tay của thái tử ca càng nhuốm nhiều máu tanh, ác long càng gia tăng thêm uy lực. Chỉ là thứ gì nhiều quá cũng không tốt. Nếu như thái tử ca không biết kiểm soát, thì sẽ có ngày bị ác nghiệp của ác long như khí đèn cuốn lấy thân. Khi đó để trả nghiệp, anh ta sẽ phải dùng chính máu của mình để tế sống cho ác long tôi hỏi lão thợ phát, có linh hồn nào vừa hung dữ, vừa giết nhiều người như kiểu sát nhân giết rất nhiều mạng người hay không? Tôi cần oán hồn, càng vẫn út, càng át sát càng tốt. Lão nói với tôi. Muốn bắt được một linh hồn như thế không phải dễ đâu. Ở đây tao có sẵn ác hồn của một tên bán thịt lợn, giết rất nhiều lợn đó. Hắn có còn vợ phản bội, nên nó cầm dao chọc tiết lợn, chọc tiết cả nhà vợ giết luôn cả dòng họ nhà thằng đú đòn với con vợ sau đó tự tự sợ tội đang lang thang thì bị tao úp sọt bắt về đây thế đủ ác chưa có lấy không ờ cũng tạm được thôi tôi miễn cưỡng thế nào mày cần tôi hỏi chưa mày tôi đáp lão tặc lưỡi thế thì không kịp hôn sát nhân hàng loạt ở đâu ra đi lang thang cho mày muốn bắt thì bắt ngay lập tức chưa Ê, thế, thôi, lấy tạm cái thằng cha bán thịt lợn cũng được vậy. Được, 20 triệu nha thằng cháu. Này, lão lại tăng giá à? Tôi gắt, lão cười ha ha trong điện thoại. <laughs> Hàng hiếm mà lại, mày tổ bắt được tụi này, dễ lắm sao, có giỏi, tôi đi mà bắt. Thôi, thôi được rồi, 20 thì 20. Nói xong tôi tính cúp điện thoại, tranh thủ lên trên lầu ngủ một giấc, thì lão thọ phát lại gọi giật lại. Này Tranh thủ lúc trời chưa sáng Mau tới đây bắt hồn đi Thứ này không giao tận nơi được đâu Này là sao Tôi ngạc nhiên hỏi Đầu bên kia đã tắt máy Cái ông già này đúng là quái gở. Tôi lầm bầm Nhìn đồng hồ khi này đây đã 5 giờ sáng Phải nhanh lên một chút Thì mới kịp Vì 300 triệu tôi đành phải phóng xe nhiều bầy Tới chỗ của lão ta Vừa tới nơi đã thấy lão đứng tựa ở cửa hút thuốc có vẻ như đang chờ tôi đến. 20 triệu đâu? Tiền cho cho múc. Lão ngoác ngoác tay ra hiệu cho tôi đưa tiền trước. Tôi hậm hực đưa cho lão 20 triệu để còn bắt hồn kịp trước khi trời sáng. Lão nhận được tiền thì cười tươi, nét mặt như đang mở cờ vậy. Dẫn tôi đi về phía lò hỏa táng, chỉ vào một cái căn hầm. Sau đó dẫn tôi vào bên trong, chỉ vào một ngăn lạnh ướp xác kéo cái sắt đồng cứng ra, Người đây! Lão chỉ vào cái xác, nói ngắn gọn. Tôi nhìn vào thấy người trong thùng đông cứng cả lại, không biết có phải cơn lạnh giá khiến người chết khó chịu hay không, mà tôi trông nét mặt anh ta cực kỳ hung ác và cáu kỉnh. Này, đây là tên đồ tể mông nói sao? Tôi ngẩng đầu lên, nhìn lão dò hỏi. Ừ, chứ còn sao nữa? Không phải tên đồ tể thì ai? Thứ này có thể làm ra được sao? Lão, Lít nhìn tôi có vẻ giận dỗi. Khi tôi vừa nhìn thấy cái xác, không hiểu sao, tôi có cảm giác người chết trông không có giống một thằng cha bán tiện đoạn ngoài dạp. Vì bộc phát giết người cho lắm. Nhưng lão đã khẳng định là hàng thật giá thật thì tôi cũng chỉ có thể tin như vậy. Này, giờ tôi phải làm sao mới bắt được hồn? Đồ nghề bày sẵn. Làm sao là làm sao? Do thằng cháu sao lại hỏi ta? Lão nhìn tôi cười cười đầy ẩn ý, rồi nhanh chóng đi ra ngoài, bỏ lại mình tôi bên trong với cái xác đồng cứng. Tôi nhìn trên nắp hòm, có một cái túi vải đỏ. Mở túi ra thấy một số dụng cụ trong đó, bao gồm một đá bùa chấn yểm, nước nhiếp hồn, gạo nếp, bột mì và một sợi chỉ đỏ chuyên dùng để hút hồn người chết ra khỏi tân xác, hay còn gọi là dây nhiếp hồn. Nhìn qua có thể nhận ra ngay là bởi vì ông nội tôi ngày trước cũng thường xuyên sử dụng mấy thứ này. Nhưng với tôi, đây là lần đầu tiên. Lúc này đây, buộc tôi phải cố gắng nhớ lại từng bước mà ông nội tôi đã thực hiện để hút hồn. Trước hết, tôi lấy một nắm gạo nếp, rắc xuống đất. Một mặt tránh oán hồn chạy thoát, mặt khác có thể biến thành vòng bảo vệ, tạo ra ranh giới ngăn cách giữa bản thân và oán hồn trong trường hợp gặp phải sự tấn công của một oán hồn nguy hiểm. Ngày sau đó, phải dán lá bùa chấn áp linh hồn xung quanh nhà xác để ngăn chặn linh hồn hung dữ chạy thoát ra khỏi đây. Sau khi sắp xếp xong những thứ này, tôi hít một hơi thật sâu, chuẩn bị hút hồn ra khỏi xác. Tôi bước đến trước mặt cái xác chết, lấy ra một giọt máu, rồi lại lấy một giọt nước hút hồn, nhỏ từng giọt nước lên trên trán của cái xác. Lúc này đây cái xác chết vẫn nằm yên bất động. Đến giọt nước thứ ba, bỗng mở chừng đôi mắt ra. Tôi bị thi thể nằm trong đó nhìn chằm chằm, ra đầu tê dại một hồi, nhưng cũng phải đưa tay nhẹ nhẹ vuốt mắt của xác chết xuống. Tiếp đó, tôi buộc vào những ngón giữa của thi thể một sợi chỉ đỏ. Ngón giữa là nơi của một người kết nối với huyết mạch của linh hồn. Vì vậy sau khi kết nối sợi dây đỏ với ngón giữa, tôi có thể tận dụng dây đỏ như đường dẫn truyền để thuận lợi hút hồn ra khỏi xác. Cuối cùng, đặt đồng xu lên giữa mì tầm thập bà nén hương kết ấn đọc thần chú nhiếp hồn thiên linh linh địa linh linh chiêu dụ hương linh thần binh thời thính lệnh tốc đáo tốc nhiếp tam hồn nhất phách tức hành lệnh xuất trợ nãi trợ thời thần binh hỏa hỏa cấp tốc du luật lệnh sau khi cầu chú vừa hô lệnh xuất cái xác đột nhiên dãy dụa dữ dội hai hốc mắt đỏ lên như tên đồ tệ bỗng chảy đầy máu tươi trên khuôn mặt hung ác máu chảy thành dòng ra nổi gân xanh tái tài cũng vằn vện nổi cộm lên trông vô cùng kinh tởm trường 302, trăm oán hồn tôi cố chấn tĩnh tay trái bắt kim càng chỉ tay phải bắt kiếm ấn ngón giữa kẹp chặt truy hồn phù đặt lên trước mi tâm lầm rầm đập chú ba quái tổ sư kỳ trung hình bát phường bình mã kỳ ấn lệnh hồn dẫn truy hồn phổ nhiếp chúng u hồn ngọc chỉ phụ lệnh cấp cấp điều luật lệnh Giữa cầu chú truy hồn bùng cháy lên bùng bùng rồi xuống đất hóa thành cho tàn ngọn lửa màu đỏ dần dần chuyển sang sắc làm u ám thẳng lên đến giữa công trung rơi xuống ngựa giữa đỉnh đầu có xác chết xác chết tên đồ tể cũng đổ âm âm xuống đất lúc này tôi mới thả lỏng người hơn một chút nghĩ rằng linh hồn đã được tôi lôi ra thành công. Sợi dây nhiếp hồn rõ ràng đã rơi ra khỏi ngón tay giữa của người đàn ông, mặt mũi ghê rợn, đang đứng ở đầu bên kia, của sợi dây màu đỏ. Trên mặt không chút biểu cảm, ánh mắt vô hồn, nhìn chăm chăm vào tôi như thể không có chút ý thức nào. Điều này khiến tôi có chút an tâm. Tôi hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng kéo sợi dây đỏ. Sau khi dây đỏ được thu về giữa chừng, linh hồn hung dữ kia đột nhiên thay đổi sắc mặt lao về phía của tôi. Sợi dây màu đỏ trên tay cũng đứt vật Tôi vội vốc lấy một nắm gạo nếp Ném thẳng vào mặt của tên đồ tể vừa mới vồ tới Ác linh đột nhiên hóa thành một đám khói xanh Là là bay đến trước mặt tôi Muốn chạy sao? Vào đây cho ta! Tôi lấy ra một lá bùa chấn hồn Sau khi niệm chú Bùa đuổi theo dán vào lưng của tên đồ tể. Ác linh hiện ra với mặt xanh nanh vàng Trông vô cùng dữ tợn và gớm ghiếc Xác của tên đồ tể từ từ quay đầu Nở một nụ cười kỳ quái nhìn chầm chầm vào tôi Chỉ mới cổng mạnh Thân mình một cái Lá bùa chấn hồn dán sau lưng Đã trao lượn mấy vòng giữa tầng không Rồi đáp thẳng xuống đất Chị, gì chứ Không có tác dụng sao Không phải sai ở bước nào chứ Tôi kinh ngạc thốt lên Lúc này đây ác linh đột nhiên đứng lù lù ngay trước mặt tôi Cảm giác lạnh buốt sống lưng giống như vừa bị một trọng nước đá rội thẳng từ trên đỉnh đầu xuống. Tên đồ tể mở to cái miệng đầy máu của hắn ta, muốn cắn vào cổ tôi. Tôi vốc nhanh một nắm gạo nếp, nhét thẳng vào miệng đang há to của ác linh. Ác linh đau đớn, túm lấy cổ tôi, nhấc bỏng lên. Khốn kiếp! Nếu cần cẩn thu hồn, làm mực xăm, ông để chém chết mẹ mày! Tôi tức giận mắng, cổ bị xít quá chặt nên đầu óc của tôi bắt đầu có chút chóng váng. Lúc này đây, cánh cửa nhà xác đột nhiên mở ra. Lão thọ phát nhìn thấy bộ dạng thảm hại của tôi thì lắc đầu ngao ngán, đá vào tay của tên đồ tể một cái. Hắn ta hét lên một tiếng đầy kinh hồn bạt vía, buông tôi ra, ném thẳng tôi xuống đất, đau đớn dập mặt. Muốn chạy sao? Vào tay tao, có mà chạy đằng trời! Lão thọ phát dường cái ống tre, sau đó thu cái sợi dây chỉ đỏ về, ném thẳng ác lệnh đang gầm rú, Tôi không khỏi tròn mắt kinh ngạc khi thấy ác hồn trong chớp mắt đã bị sợi dây nhiếp hồn chói chặt. Lão già này tuy có kỳ quái thật, nhưng khả năng của lão ta, đặc biệt là thuật thu phục âm linh, phải nói là đỉnh của đỉnh, khâm phục thật sự. Ác hồn dữ tợn, đến như vậy mà chỉ trong tích tắc, đã bị lão ta nắm trong lòng bàn tay, phải ngoan ngoãn chui vào trong ống chè thu hồn. Lão quay sang đặt ống chè vào trong tay tôi, Thằng nhãi vẫn còn non và xanh lắm Cộng thêm chi phí bắt hồn Vị trí 40 triệu Này cái gì Chỉ là bắt hồn thôi mà tính giá gấp đôi vậy Tôi kêu lên Đáo vinh mặt Tiền nào của ấy Ơ ờ, kìa Ai làm không công bao giờ Mày cần là ăn cơm Thế tao không cần ăn cơm à Nhưng tôi làm đúng như ông nội hồi trước Vẫn hay làm kia mà Sao không bắt được Tôi thắc mắc, lão lấy tôi một cái rồi nhàn nhạt, nói. Thợ xăm, thuộc về âm tà, khí âm trên người quá nặng, không thể không chế được linh hồn hung hãn, trừ khi biết cách, nếu không sẽ trừ khiến cho chúng càng hung hãn thêm. Biết cách sao là, là phải làm thế nào mới được chứ? Tôi tò mò, lão nhìn tôi cười phá cả lên. <laughs> <laughs> nói cho mày biết thì tao lấy công đâu mà ăn Ác linh ở đây Tao bỏ vào trong ống trà Khi dùng phải cẩn thận Thằng này không phải ác linh thông thường Còn 20 triệu Thanh toán nốt đi còn về Sau khi trả đủ cho lão Tôi cẩn thận nhận lấy cái ống thù hồn Lão cười hì hả nói <laughs> Đấy là tao chưa tính tới cái khoản Phải thu dọn cái chỗ này Chẳng làm được việc gì Còn quăng đổ lung tung Đồ bè Lấy giá gấp đôi Con rẻ chắn đây thằng cháu Ờ thì rẻ Rẻ bèo Tôi nhận lại Lúc bước ra khỏi nhà tăng lễ Thì xe để máy mãi không chịu đổ Chết tiệt Trước cổng nhà tăng lễ Có trộm hay sao Thằng cốn nào tháo mẹ mất cái IC rồi wa nó chứ đúng là đen đuổi mà Tôi vừa cao nhau Vừa phải đẩy bộ xe về nhà Về tới tiệm xăm Mặt trời đã lên cao cũng sắp tới giờ thái tử ca đến Lên màu cho hình xăm rồng xanh năm móng Tranh thủ sắp xếp xong mọi thứ Tôi vội vàng đi tắm Lúc này cơn buồn ngủ đã dừng đến cực điểm Ngã vật ra giường Ngủ được hơn một tiếng đồng hồ Thì nghe tiếng điện thoại đổ chuông lên hồi Nhìn thấy số lạ tôi nhấc máy Alo Ai đây Alo Có phải anh là Hồ không trong cơn vô thức, tôi gật đầu rồi nói với cái điện thoại. Vậy rồi, tôi là Hồ đây. Anh là ai thế? Người bên kia ngập ngừng một lúc, sau đó mới nói. Tôi tên là Tám, là tài xế taxi. Tôi thấy anh đăng trên trang web nói xăm sinh tử cái gì đó có thể trừ tả bắt ma, đổi vận may. Ờ, có thật không vậy? Wow. ờ... À. Đương nhiên rồi Không có tác dụng tôi trả lại tiền Không phải lo Tôi tuyên bố chắc nịch Rồi mới tiếp Anh có việc gì Cứ đến thẳng tiệm rằm Trên địa chỉ bài đăng là được Người kia hào hứng Ờ à, được 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 Tôi sẽ tranh thủ đến chỗ của anh ngay. Tôi cúp máy Nước mắt chảy ra Như lên cơn nghiệm vậy Nhìn đồng hồ thấy vẫn chưa tới giờ hẹn với thái tử ca tính nằm ngủ thêm một chút thì nghe ở dưới nhà có một người đàn ông trung niên tới tìm. Chắc là người vừa nói chuyện điện thoại với tôi. Cái gì? Vừa gọi, đã tới rồi sao? Từ chân lầu đi xuống, tôi đã để ý người đang ngồi nhấp nhổm không yên bên dưới. Quanh lông mày ám đèn thế kia, chắc chắn có chuyện liên quan đến sinh tự rồi. Ấn đường đen đậm thế kia đã sớm đổi màu thôi. Nếu không cứu kịp Đợi đến khi ấn đường chuyển sang màu tím hoàn toàn, e rằng tính mạng cũng không còn nữa. Ờ, cậu là Hồ sao? Trông cậu còn trẻ quá. Anh ta mở lời. Anh có phải anh Tám không? Ồ ờ, phải phải, tôi là Tám, vừa mới gọi cho cậu đó. Gần đây, có đụng phải thứ gì ồ ế không? Anh Tám nhìn tôi gật đầu xác nhận, nói đêm đó anh ta chạy taxi lúc đang quan sát tìm khách đứng hai bên đường thì nghe văng vẳng bên tai có tiếng phụ nữ khóc có một quy luật bất thành văn giữa những người lái taxi với nhau đó là phụ nữ có thai thì không nên chở đặc biệt lúc đêm hôm càng không nên nhưng lúc đó nhìn tới nhìn lui cũng không thấy ai chịu dừng lại anh ta nghe tiếng khóc cảm quá chịu không có nổi nên đã phá vỡ quy tắc đón bà bầu lên xe sau khi lên xe anh ta nghe thấy tiếng người phụ nữ mang thai khóc càng ngày càng dữ hơn quay đầu nhìn lại thì thấy máu đã chảy lênh láng khắp ở ghế sau. Bà bầu đang chảy rất nhiều máu. Lúc đó anh ta vô cùng hoảng loạn, không biết phải làm gì ngoài việc chở bà bầu kia tới bệnh viện thật nhanh. Nhưng không may, khi đến nơi thì sản phụ đã tắt thở. Đêm đó anh ta gặp ác mộng. Trong giấc mơ của hai mẹ con, người mẹ kia không ai khác, chính là người phụ nữ mang thai đã chết ở ghế sau xe anh ta. Trước khi được đưa đến bệnh viện, đứa trẻ đó nói với anh ta rằng nó là con của người phụ nữ kia. Hai mẹ con nhìn anh ta với mắt vô cùng oán hận, thi nhau trách mắng, nói rằng tại sao không đưa mẹ con cô ta đến bệnh viện sớm hơn. Đỗ anh ta giật mình tỉnh dậy, lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi, nhưng anh ta tự nhủ đó chỉ là một giấc mơ. Có lẽ vì còn ám mảnh chuyện người phụ nữ mang thai kia nên mới nằm mộng như vậy. Kể từ đêm hôm đó, đêm nào anh cũng mơ thấy hai mẹ con về đòi mạng. Có đêm, còn bị người phụ nữ kia và con bà ta cùng lúc bóc cổ. Tới lúc, suýt chết ngạt thì giật mình tỉnh dậy. Giờ đi đâu cũng nghe thấy tiếng phụ nữ ai ai oán oán bên tai. Tiếng khóc của trẻ con cứ ngằn ngặt không dứt, nghe sao mà thống cổ và đau đớn như bị ai kéo đứt từng đoạn ruột. Có lẽ là do oan hồn. Người sau khi chết sinh ra oán hận, mẹ con họ chết bao lâu rồi. Anh Tám nhìn tôi thở dài, À, tính ra đôn cả hôm nay, hình như là ngày thứ năm thì phải. Tôi nói điều này, anh có tin hay không thì tùy. Nhưng anh không có sống nổi tới ngày thứ bảy đâu. Ấn đường sắp chuyển sang màu tím, oán hận của hai mẹ con họ đang ngày càng lớn. Qua khỏi tuần định nghiệp hay còn gọi là thất tuần, hồn ma hai mẹ con ấy chắc chắn sẽ bắt anh theo đó. Nghe tôi nói xong, anh ta có hơi ngạc nhiên, nhìn tôi chân chối nói. Cậu, cậu nói giống hệt như cái ông thầy, thầy bói mù đã nói vậy đó. Hóa ra, đã lão trần mù chỉ điểm đến đây. Tôi nhìn anh ta cười nói. <cười> Nếu anh còn muốn sống, thì tôi xăm cho anh một hình xăm trừ ma. Không có tác dụng, cam đoan, hoàn lại tiền. Thế không thiếu một xu. <laughs> cái cậu này thật biết nói đùa. Tới lúc không có tác dụng thì mẹ con họ đã giết chết tôi rồi. Nằm dưới ba tấc đất Còn lấy lại tiền Làm sao nữa Người kia nhìn tôi cười khổ Lại hỏi Ờ cậu cậu này Một hình xăm trừ ma cậu lấy bao nhiêu Nhìn người lái taxi trước mặt Cũng có vẻ là một người tốt Dù sao cũng vì tốt bụng Nên mới vướng vào oán khí Và hồn ma của hai mẹ con ấy Tôi giả giá 30 triệu Anh ta nghe tôi nói tới 30 triệu thì giật mình dài giật hỏi Uh, cậu có thể bớt cho tôi một chút không? Tôi, tôi chạy taxi kiếm tiền không có dễ dàng, còn phải nuôi cả gia đình. Tôi lắc đầu nói. Mọi thứ đều có giá của nó, chắc giá 30 triệu, không thêm, không bớt. Anh ta suy tư một hồi rồi nói với tôi. Ờ, uh, 30 triệu không phải con số nhỏ. Tôi, tôi phải suy nghĩ thêm rồi mới quay lại có được không? Nhìn người đàn ông trước mặt, tôi đoán chắc đến 80%, anh ta có thể trả con số 30 triệu đó. Chỉ là thấy không đáng bỏ ra số tiền lớn như vậy để đổi lấy một hình xăm trên da thịt. Cảm thấy quá lãng phí nên mới đánh đo lưỡng lượng nhiều đến như vậy. Nghĩ vậy tôi gật đầu nói. Được chứ? Anh cứ về suy nghĩ thêm đi. Nhưng chỉ còn hai ngày nữa đã đến cúng thất tuần. Anh nên sớm quyết định trước giờ cúng thất tuần thì hơn. Anh ta gật đầu nói. Vợ ừ, tôi hiểu rồi, hiểu rồi. Tôi về bàn bạc với vợ đã. Sau đó nhanh chóng rời đi. Tôi đưa anh ta ra tới cửa. Chợt anh ta xoay người, mở cửa, bước lên xe. Từ từ nhìn chiếc xe lăn bánh ra khỏi con hẻm cho tới khi khuất bóng. Bởi vì vừa rồi đột nhiên trông thấy một cảnh tượng rất đáng sợ. Ở bằng ghế sau, có hai mẹ con da rẻ xanh tái, trong mắt đen ngòm ngòm, đang chừng lên nhìn tôi. Nhẹ nành, múa vuốt, biểu cảm gớm ghiếc lạ thường. Tôi toát mồ hôi lạnh, cảm nhận cái lạnh từ ánh nhìn ma quái đó đầm xuyên qua da thịt tôi rõ ràng mẹ con họ muốn cảnh báo tôi khôn hồn thì đừng có mặt xen vào việc của mẹ con tao có lẽ người lái taxi không biết mình sắp xảy ra chuyện vì anh ta hoàn toàn không nhìn thấy hai mẹ con ngồi phía sau cũng có thể đã biết rồi nhưng vẫn còn đang do dự nhìn thấy cảnh ấy tôi gần như chắc chắn rằng thời gian còn lại còn chưa tới hai ngày thôi thì sống chết tùy anh ta quyết định tôi không quản nhiều được đến như thế. Trường 303 Ác Thần Thái tử ca cũng vừa lúc bước xuống xe thể thao, một chiếc xe đắt tiền, nhìn tôi cười cười. Sao rồi? Đã có mực xăm cho anh chưa? Tôi gật đầu, ra hiệu cho thái tử ca cứ vào bên trong, nằm lên trên giường xăm đợi tôi. Tôi chuẩn bị nguyên liệu xong sẽ bắt đầu lên màu tranh ta. Sau khi đứng dậy cẩn thận, đóng hết tất cả cửa sổ tôi lấy gạo nếp và lưu huỳnh mua trên dọc đường đi, dắt dưới các mép cửa sổ và cửa ra vào. Thái tử ca không khỏi tò mò, nhìn tôi hỏi. Cậu làm gì vậy? Điều mà sợ nhất là gạo nếp và lưu huỳnh. Dắt mấy cứ thứ này lên trên phòng, để phòng rắc rối có thể phát sinh đó. Tôi đáp. Thái tử ca vẫn nhìn tôi khó hiểu. Rắc rối gì mới được chưa? Chẳng hạn như ống mực xăm trong tay tôi. Nếu như nó mọc chân bỏ trốn, thì rất rắc rối đấy. Tôi lấy ống chè, đựng ác hồn, cười cười nói đùa với anh ta một câu. Nói xong, liền sẽ bỏ phong ấn trên ống chè. Và rồi cũng như một lần, thứ trong ống chè bắt đầu la hết, khiến cho thái tử ca có chút lo lắng. Chẳng hạn anh ta đang tự hỏi ống chè mà tôi bảo là mực xăm, thực ra đang chứa đựng thứ gì bên trong. Ngày khi đổ ác hồn vào trong mực xăm, màu mực lập tức thay đổi, khói xanh la la bốc lên trên cao. Tôi giúp kìm xăm trong thùng xăm bên cạnh, khuấy ngang khuấy dọc một hồi, cho tới khi màu của mực xăm thay đổi, thì dùng tay khuấy để màng mực tĩnh lại. Màu của ác hồn được hòa trộn cũng nhẹ nhàng lắng xuống. Lúc này đây, tôi mới đưa mắt nhìn thái tử ca, từ tốn hỏi một lần nữa. Anh có chắc chắn chưa? Có chắc là muốn hình xăm dòng xanh năm móng hay không Giờ dừng lại vẫn kịp đấy Anh ta nhìn tôi không dối nổi khó chịu nói Sao cậu cứ hỏi đi hỏi lại Mãi cái câu này thế Màu, lên màu cho đi Thái tử ca đã nói như vậy Tôi cũng không hỏi gì thêm Vừa nhấc kim xăm lên Tính xăm Thì trước mặt tôi đột nhiên xuất hiện Một bóng đèn mờ mờ ảo ảo Bóng đèn này trông rất quen Cao to còn có bóng một con dao chặt thịt trong tay đang vùng lên cao. Tên đồ tệ. Tôi giật mình thốt lên. Những âm thanh mà quái này, tại sao liên tục phóc ra, khiến cho tôi có chút gì đó hoảng sợ. Hồn ma có thể tách ra khỏi mực xăm. Đây là lần đầu tiên tôi mới thấy. Cũng may nhớ có lời cảnh báo của lão thọ phát, nên tôi đã cẩn thận chuẩn bị gạo nếp và lưu huỳnh đem dắt ở tất cả các ngạch cửa, thủ sẵn từ trước. Hai thứ này, tuy không phải báu vật trừ tà gì gây cấm, nhưng rất hữu dụng trong việc tạo ra kết giới trừ tà ma. Linh hồn dù có mạnh đến đâu, cũng không thể thoát. Nhưng thú thật, đây cũng là lần đầu tiên tôi sử dụng gạo nếp và bột lưu huỳnh để kiến tạo kết giới. Không thể đảm bảo kết giới sẽ hoạt động. Càng không chắc kết giới kia liệu có chặn được ác hồn của tên đồ tể này hay không. Lúc này đây, Thái tử ca cũng nghe thấy âm thanh quái gở đó anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt kinh hãi Hỏi Tiếng gì vậy Tôi liếc nhìn thái tử ca bộ dạng Đang vô cùng căng thẳng Cũng không biết phải nói gì Bởi tôi đang cố nhớ lại những gì ông nội tôi đã làm trước đây Khi gặp phải ma tà làm loạn Trước mắt Không được để ác hồn kia chạy thoát Tôi rút ra một đá bùa vàng Chuẩn bị sẵn Nhúng hai đầu ngón tay vào trong khay mực xăm Vẽ một đá bùa chấn hồn Liền sau đó bắt ấn quyết Niệm chú mồ hôi nhỏ giọt xuống đất ướt đẫm hai bên thái dương chỉ cầu mong sao cho mọi chuyện suôn sẻ lá bùa phóng vút tới dán chặt vào bóng ma tên đồ tể nghe nổ mấy tiếng lốt bốc nhỏ xíu như bong bóng cao su dư ảnh ma quái trước mắt bỗng hóa thành một đám khói xanh các ký tự đỏ rực lên từ trên tấm bùa vàng bỗng dừng phát nổ khiến ác linh quay lưng tính bỏ chạy tôi cầm một nắm lưu huỳnh quăng nhanh tới chỉ nghe thấy một tiếng vô cùng chói tai linh trước mặt có vẻ sợ hãi bóng đen mơ hồ bắt đầu run lên tôi hít một hơi thật sâu tay kẹp một lá bùa khác dán vào tả linh cái bóng lúc này đánh mới từ từ thu nhỏ lại sau khi bóng rút vào trong chỉ còn nhỏ cỡ hạt đậu tôi lập tức đem bùa chút vào trong mực lúc này đây thái tử ca mới ngẩng đầu lên nhìn tôi nói sầm sinh tử đúng là kỳ quái thật đó tôi gật đầu mực xong rồi Giờ tôi bắt đầu lên màu cho anh đây, đừng quá căng thẳng." Thái Tử Ca gật đầu, hình xăm khá lớn nên trong suốt quá trình xăm, tôi phải luôn nói chuyện với Thái Tử Ca để anh ta đỡ đau hơn và giữ được tỉnh táo. Xong rồi. Tôi vỗ bài Thái Tử Ca, anh ta từ từ ngồi dậy, đi tới trước gương, xoay lưng nhìn con dòng xanh ở phía sau. Lông mày nhanh chóng giãn ra. Dòng xanh lên màu xong, có khuôn mặt giữ tội và ác khí của loài rồng hung hãn mà lòng sống động như thật vậy khiến cho thái tử ca vô cùng hài lòng khen ngợi thuật xăm sinh tử của tôi quả nhiên danh bất hư truyền thần diệu đúng như những gì chị linh và ông quý đã nói tay nghề của cậu tốt thật đấy lần sau tôi sẽ kéo anh em tới đây để cho cậu xăm mới được thái tử ca hào hứng nói tôi nói cảm ơn do hiệu anh ta mặc quần áo rồi đi ra ngoài trước Thái tử ca mặc lại quần áo xong cũng đi theo tôi ra phòng khách. Thành toán xong, bảo anh ta có việc phải đi trước. Chồng bộ dạng có vẻ rất cấp cáp. Trước khi đi, không quên nói với tôi một câu. Hôm nào rảnh, anh em nhậu một bữa, không say, không về. Tôi đưa tay ra hiệu ok, liền quay trở vào trong, bắt đầu lau dọn gạo nếp và lưu huỳnh vương vãi đầy trên sàn nhà. Lau dọn một hồi mới để ý thấy gạo nếp đã biến thành màu đen vừa rồi nếu toàn bộ số gạo nếp tôi giải đều biến thành màu đen thì có lẽ ác đình của tên đồ tể đã trúng thoát nghĩa đến đây tôi không khỏi có chút sợ hãi nhưng cũng không nghĩ nhiều thêm không muốn tự mình dọa mình sau khi nhanh chóng thu dọn xong tôi tranh thủ mở hết các cửa trong nhà ra cho thông thoáng rồi đứng tựa cửa sổ hít một hơi cho đầu óc thoải mái tỉnh táo hôm nay đã mệt rồi tôi đóng cửa tiệm xăm lên trên lầu ngủ để lấy lại sức. Ngủ đến tối thì chuông điện thoại đột nhiên gieo lên inh ỏi. Tôi liếc thấy dãy số lạ trên màn hình điện thoại. Ấn nghe thì một giọng nữ ngọt ngào cất lên. Hổ? Hổ à? Có phải hổ đó không? Cậu vẫn còn trên thành phố hay về quê? Nghe giọng của cô gái này hình như có chút quen thuộc nhưng cũng không rõ là ai nên tôi ngập ngừng Ờ, tôi hỏi đây. Cô là ai? Sao biết số của tôi mà gọi? Tôi là Hạ. Là bạn học cũ đây. Nghe nói giờ cậu xăm sinh tử gì đó kiếm sống sao? Tôi ngồi bật dậy, hỏi lại. Ờ, sao Hạ biết số của tôi mà gọi? Giọng của tôi thẳng tốt, người bên kia phỉ cười. <cười> tôi đi làm trên thành phố, nghe bạn bè nói, họ cũng ở đây. Nên điện thoại hỏi thăm thôi, dù gì cũng là bạn học cũ, lâu rồi không gặp. Thời đại học, An Hạ là hoa khôi trong lớp, mối quan hệ của tôi và cô ấy cũng rất tốt. Sau này tốt nghiệp rồi, tôi cũng về dưới quê, tiếp nối nghề xâm sinh tử. Cũng đã bà nằm kể từ ngày tốt nghiệp, cả hai đã lâu không liên lạc, sau này An Hạ lại gọi cho tôi. Nghĩ về những tháng năm còn ngồi trên giảng đường đại học, Tuy học hành vất vả, nhưng vô ưu, vô lo. Và tình cảnh bây giờ đây, mỗi ngày đều là một trận chiến sinh tử. Tôi không nén nổi tiếng thở dài. Ờ, cũng lâu không gặp nhỉ. <laughs> Hổ, giờ cậu ở đâu? Nhắn tin cho hạn địa chỉ đi, hạ qua thăm. Tôi ậm ờ, ừ. vài câu rồi mới cúp máy, bởi tôi và các bạn cùng lớp thời ấy, đứa nào cũng như nhau. Nhưng hiện tại, mỗi người một con đường, chỉ sợ không còn phù hợp nữa. Ăn tối xong, tôi ngồi trong tiệm xăm, nhìn ra con ngõ tối ầm ầm. Đang suy nghĩ bồng lùng, thì thấy ánh đèn pha chiếu tới. Hóa ra người đàn ông lái taxi. Lúc anh ta bước vào, tôi để ý thấy màn dương đen ngựa giữa ấn đường này đất tỏa lan ra. Màn ma trướng đen ngòm bập lấy thân thể anh ta trông vô cùng u ám. Một phần khuôn mặt vẫn bị ma trướng bùa vây, nở ra một nụ cười gợ gạo chào tôi từ phía xa xa. Sao rồi? Anh đã quyết định chưa? Tôi hỏi. Anh ta gật đầu, dè dặt nói. Ờ, ừ, họ hỏi thật. Cậu đừng giận tôi. Hoàn cảnh của tôi có khăn. 30 triệu đối với nhà tôi mà nói là cả gia tài. Cậu có chắc hình xăm sinh tử gì đó sẽ có thể giúp tôi được hay không? Việc đó anh không cần phải lo, tôi chắc chắn. Người tài xế do dự hồi lâu, gật đầu nói. Được, giờ dạ, cậu xăm cho tôi, có được hay không? Tôi đứng lên, đi lấy cho anh ta xem một số mẫu xăm dạ xoa và la sát, nói với anh ta. Anh bị hồn ma của hai mẹ con đó đèo bám, vậy chọn mẫu đi. Người tài xế lật điên lật lại một hồi lâu mới ngước lên nhìn tôi, ngập ngừng nói. M -m mấy hình này trông dữ tận, gống ghiếc quá tôi... Thấy dáng vẻ như muốn rút lui của anh ta, tôi giải thích. Đây đều là các tên ác ma, chuyên ăn thịt ba. Có hình xăm ác ma bảo hộ rồi. Về sau anh không phải sợ ma tà quấy phá. Ác ma mà, mà không xấu xí gớm ghiếc, thì làm sao mà dọa được lũ mà ấy? Nghe tôi nói xong anh ta thở dài, chỉ vào mặt một mẫu xăm nói. Ờ, tôi thôi được rồi. Vậy xăm cho tôi hình này đi. Mẫu này đáng sợ đỡ đáng sợ nhất. Tulip nhìn ác thần trong mẫu sầm mà anh ta chỉ. Tuy ăn thịt tà ma và xua đuổi ác mà, nhưng ác thần vốn thuộc nghiệp xúc giả đạo, không phải dương văn thông thường, mà là một ác thần có cặp sừng dài, và đó giống như sừng của Sơn Dương, có bốn móng ngựa. Cậu, cậu, cậu tính ra một đâu? Anh ta tò mò hỏi tôi. Trần lưng, người kia lập tức cởi trần, nằm lên trên giường đợi tôi. Nếu hình xăm của cậu không có hiệu quả thì sao? Tôi chưa thất bại lần nào, anh có đổi ý không? Ở cậu không không, tôi tôi hỏi thế thôi. Trường 304, mảnh vỡ linh hồn. Anh ta suy nghĩ xong, tôi cũng bày kim xăm ra bàn. Thật không ngờ, khi kim xăm còn chưa hạ xuống, hồn ma hai mẹ còn đã bước vào, bộ dạng vô cùng dữ tợn. Người phụ nữ mặc chiếc váy bầu trắng, vạt áo phập phòng, phập với tùng bay trong cơn gió đêm cô quạnh. Đứa bé nhỏ xíu, lếu xíu bám lấy gấu váy, loang đổ vết máu của mẹ. Nước da của nó trắng tái nhợt nhạt, hai tròng mắt đỏ tươi hung ác và bầu mắt thâm quần, nhìn tôi chậm chặt. Hai linh hồn vẫn uất, càng lúc càng đến gần tôi. Giống như chúng đang muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. cơn gió ẩm lạnh buốt thổi ập vào khiến sống lưng của tổ lạnh toát người tài xế nằm sấp trên giường xăm cũng vừa nhìn thấy thần sắc vẫn uất của hai mẹ con trong tấm gương phản chiếu lại cảm nhận được thân thể của anh ta đang run lên dưới mũi kiềm rằm tôi nhắc nhở nằm yên nhắm mắt lại hít thở sâu cứ vờ như không thấy đừng có hoảng loạn nói xong tôi bắt đầu trò chuyện với anh ta như chúng tôi không thấy gì cả sau vài phút trò chuyện tôi biết được anh ta còn có một đứa con trai vẫn đang tuổi đi học. Vợ ở nhà nấu nướng, chăm sóc chồng con, cuộc sống hiện tại rất tốt. Nhiệt độ xung quanh bắt đầu hạ thấp xuống, khi hai hồn ma đến gần hơn, nhiệt độ gần như bằng không. Có thể cảm nhận được cơn gió âm hàn, lạnh bút ra bút thịt. Người tài xế cũng sợ đến hai hàm răng pha vào nhau lập cập. Tôi hít một hơi thật sâu cố chấn tĩnh, kim xăm trên tay cũng rướt đi trên da thịt anh ta ngày một nhanh hơn. Hoàn thành mẫu xăm, chính là cách xua đuổi tà ma tốt nhất. Chỉ có cách đó mới khiến anh ta hoàn toàn thoát khỏi hồn ma của hai mẹ con đèo bám. Người tài xế đương nhiên cũng hiểu điều đó nên cũng cố nằm yên, vờ tỏ ra bình tĩnh, nhưng vẫn không thể ngăn nổi đôi mắt của mình, thỉnh thoảng lại thi hí nhìn ra một chút. Oán khí của hai hồn ma không hề nhỏ, tôi có thể cảm nhận được nhiệt độ xung quanh đang giảm xuống rất nhanh và rất thấp. Các lạnh đột ngột, như vừa bước vào một kho đông lạnh, khiến tôi có cảm giác các đầu ngón tay bắt đầu đông cứng. Kim Sâm cũng di chuyển chậm hơn. Cố kìm nén cảm giác sợ hãi trong lòng, tôi hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn lên thì bàng hoàng khi thấy hai mẹ con đã đứng sát giặt sau lưng. Vẻ mặt lạnh lùng, thân sắc phản chiếu trong gương, độ rõ vẻ đau khổ. Ánh mắt nhìn tôi đầy vật út, rõ ràng không muốn tu hoàn thiện hình xăm. Hình xăm ác thần trên lưng người tài xế chỉ còn một chút nữa là xong. Nhưng ánh mắt oán hận của hai mẹ con có vẻ sẽ không cho tôi cơ hội thực hiện xong những đường nét cuối cùng. Từng bước từng bước chân của hai mẹ con đi về phía tôi đều ẩn chứa nỗi đau đớn tột cùng. Mỗi bước chân đều kèm theo nhịp tim lo lắng đến toàn thân phát run và mặn lưng sởn dày gai ốc của người tài xế. Lúc này đây, mồ hôi trên chán tôi bắt đầu nhỏ giọt tâm tẩm xuống lưng của người xăm. Miệng anh ta cũng à gì đập vật không ngừng. Nhưng thay vì ngồi dậy, anh ta nằm im. Còn tôi vẫn ngoan cố dằn cho xong. Tới khi trên vai có cảm giác ớn lạnh, đè nặng mới ngẩng đầu lên một chút, thì nhìn thấy thần sóc vẫn út của hai mẹ con trong gương. Tôi khẽ giật mình, không biết từ khi nào bàn tay của đứa nhỏ đã đặt trên vai tôi. Qua gương tôi thấy đứa bé đang ngồi công canh trên vai của người phụ nữ. Hai tròng mắt đỏ tươi như là máu vậy. Người tài xế rõ ràng cũng nhìn thấy cảnh này nên toàn thân càng rung lắc dữ dội tôi vẫn giả vờ không thấy một tay giữ lấy tấm lưng đang run rẩy của anh ta để kia tiếp tục xăm không biết vì đau hay vì quá kinh hãi mà anh ta nghẹo đầu hẳn sang một bên đầu gần như rơi khỏi giường xăm có lẽ đã ngất đi rồi đồ tay lạnh lẽo của đứa nhỏ cũng cùng lúc vươn ra siết chặt đấy cổ tôi hùng hằng ném mạnh tôi ra ngoài ầm à một tiếng tôi đã bị nó ném văng vào trong chiếc bàn đá cẩm thạch Xương cốt rã rời, đầu tôi thấy mấy ông mặt trời. Hai mẹ con quẳng được tôi đi, liền đưa tay nắm lấy người tài xế đang ngất trên bàn xăm, dường như muốn siết chết anh ta, nhưng ngay khi chạm vào, đã bị một lực khủng khiếp đánh bay lên trường không trung. Cả hai quay sang quắc mắt nhìn tôi, nghiến răng chèo trẹo. "Tao không mang được người đi." thì mày?" Lời vừa dứt, cổ họng của tôi lập tức siết chặt. Không thể nói được gì, lúc này đây, đến thở cũng vô cùng khó khăn. Tay tôi run run, đưa lên ngang ngực, bắt ấn thuyết pháp, môi mấp máy niệm. Ôi ừ, vũ, trận vũ, khu tạ, diệt, ma! Mà nữ bị tôi bất ngờ đánh trúng, từ chỗ vết thương bốc ra khói trắng, hét lên. Tiếng hét khắc thường khiến tôi có chút sợ hãi. Sẵn ống chè thù hồn, vẫn vứt lăn lóc trên bàn. Tôi vớ ngay lấy, thừa lúc ma nữ giận dữ bay tới muốn giết tôi. Tôi cũng rất nhanh mở ống che ra, tranh thủ bắt lấy hồn cô ta. Ánh sáng vàng từ trong ống che nhanh chóng lóe lên. Ma nữ bỗng khựng lại, trên thân thể có vô số lỗ hổng lớn, ánh sáng chiếu xuyên qua. Bỗng chốc, biến thành một bộ dạng vô cùng hung ác. Tôi ném ống che lên trên công trùng. Ma nữ bị ánh sáng chiếu đến khét đẹp, kêu gào đau đớn. Thấy ma nữ, bị hút vào bên trong ống thu hồn, đề phòng cô ta chạy mất. Tôi nhặt cây kim bạc vừa đánh rơi trên đất, đâm thẳng vào đồng tử của ma nữ. Ma nữ hét lên một tiếng đầy ai oán. Tiếng thét thất kinh nhất mà tôi từ trước đến nay đã từng nghe thấy. Hai tai của tôi đau nhức khôn tả, chất lỏng màu đỏ nhanh chóng chảy ra từ hai con người rơi xuống, chảy tràn trên gò má nhợt nhạt của ma nữ. Tôi thực lòng có chút không nỡ, nhưng ma nữ này quá nguy hiểm, buộc lòng phải làm như vậy để giữ an toàn cho tất cả. Mà nữ kêu thét lên, cây kim bạc bỗng văng ra khỏi đồng tử của cô ta, bắn ra ngoài. Suýt chút nữa, đã ghim trúng mắt của tôi. Tôi còn chưa kịp phản ứng, mà nữ đã thoát ra khỏi ống thu hồn, nhảy ra khỏi cửa sổ, biến mất. Không cần đuổi theo, con ma nữ đó đánh dấu trên ấn đường anh rồi. Hơn nữa, còn con nó bị tôi bắt lại đây, chắc chắn, còn quay lại đòi mạng đó nghe tiểu yêu tình nói. Tôi vội vàng, soi gương thì thấy ấn đường quả nhiên đã ám khói đen. Trong lòng tôi không khỏi lo ngại, bởi dạo gần đây bọn ma tà dường như đã mạnh hơn rất nhiều. Giờ này rồi, sao còn chưa đi ngủ? Tôi hỏi. Cái này, cho anh xem đây. Nói xong, tiểu yêu tinh liền lấy ra một mảnh gương của một chiếc gương đã vỡ. Đây là gì? Tôi nhìn con bé khó hiểu Nó nháy mắt bảo tôi Xong xong rồi Tiền cũng lấy trước rồi còn gì Gọi ông đồn xuống Đợi khách tỉnh lại cho ông ta về Chuyện này quan trọng hơn nhiều Nhưng bí mật Tuy không hiểu gì Nhưng tôi cũng cẩn thận xem lại hình xăm ác thần một lần nữa Bạn nãy Hai hồn ma vừa rồi chạm vào Đã bị đánh văng ra Chắc chắn hình xăm đã hoạt động Nhưng kiểm tra lại vẫn an tâm hơn Ác thần với cặp sừng nhọn, đôi cánh lớn, thân hình nửa người nửa dê với bốn móng guốc và miệng khạc ra lửa địa ngục, hoàn hảo. Từng đường nét nổi cộ trên bề mặt da khiến tôi thở vào nhẹ nhõm. Rất may đã hoàn thành được hình xăm ác thần trước khi hồn ma kia đến đây và bóp chết anh ta. quý vị, chúng ta đã hết tập 40 của bộ truyện. Đã xong phần 4 rồi đó quý vị. Đây là tập đầu tiên của phần 4. Phần 4 này hằng nhìn nó ngắn lắm. Nó có 100 ca từ à? 109 ca từ. Phần 1, 2, 3 hằng nhìn thấy nó 250 ca từ lận cơ. Phần này cũng hơi ngắn. Vâng. Và... Vừa rồi thì Hằng có nghỉ mấy ngày bởi vì có lợi ích Mà bị các anh chị chửi nhiều quá Thật sự đọc chuyện dài rất là sợ cái tình cảnh này Và rất là nhiều mic đã bị rồi chứ không phải là riêng Hằng Tức là đang đọc cái bị bận xong bắt đầu nghỉ một hai ngày á Thế là các anh chị đang theo chuyện, đang thích chuyện thế là bị cắt Tức tối hay chửi à, Hằng xin lỗi rất nhiều nhưng mà tại vì Việc không đừng được Và có lẽ sau này bộ chuyện này vẫn còn kéo dài thì có lẽ sau này vẫn sẽ có một hai ngày hằng bị bị công việc vây lấy và cũng phải nghỉ một hai lần thì hôm nay xin quý anh chị thông cảm cho nếu như hằng có việc hằng sẽ nghỉ một hai ngày rồi hằng sẽ cố gắng đọc lại chứ không bỏ bộ này đâu ạ anh chị thông cảm cho hằng nhé cảm ơn anh chị rất nhiều hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai